Tháng 6 năm 2022, Văn phòng Dự án Jishan Foundation Taiwan tại Huế đã tài trợ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An phòng học tâm vận động dành cho trẻ tự kỷ. Công trình này là một trong những hợp phần dự án do tổ chức Jishan Foundation tài trợ cho Nghệ An trong năm 2022, bao gồm các trang thiết bị đồ chơi, thiết bị tập luyện phục hồi chức năng và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ. Hoạt động chưa đầy 3 tháng, nhưng hiệu quả mang lại cho trẻ rất tích cực. Do hoàn cảnh riêng của gia đình, vợ chồng con trai không thể trực tiếp đưa con đến tại trung tâm. Ngay khi có phòng học trị liệu này, bà Trần Thị Hường đã tham gia vào quá trình chữa trị trực tiếp cho cháu nội của mình. Trước đây thì cháu hẳn nó biết chí, nhưng mà dư là học ở đấy cả cô dùng mọi phương pháp để trị liệu với lấy là dạy cho cháu, thì dư cháu là biết nói nhiều rồi, nhiều từ rồi nè. Rồi thì dư ra là ba, dư ra là hỏi chí là hẳn biết này rồi, hẳn biết nhiều lắm rồi. Cho nên là dư cho thầy cháu ở đó là ba cũng là vui mừng với lấy phấn khởi nhiều. Hàng ngày, ngoài giờ học trị liệu thông qua can thiệp cá nhân, một cô, một trò tham gia các bài tập luyện phục hồi chức năng. Tại phòng học tâm vận động, mỗi trẻ có thêm 20 phút tương tác trực tiếp cùng giáo viên với các bài tập trị liệu thông qua vận động để phát triển tâm lý. Chính sự hỗ trợ cần thiết này đã giúp trẻ rất nhiều trong quá trình cải thiện, phục hồi các khiếm khuyết mà trẻ tự kỷ gặp phải. Được đấy là mình tập trung cả cái mặt là cả cái kỹ năng là về ngôn ngữ, về nhận thức và trong quá trình ở đợt phát triển thêm cái trung tâm này thì các cháu được thêm cái phần vận động nhiều hơn nữa, phần vui chơi nhiều hơn nữa. Phương pháp trị liệu mới thì không phải là cầm hoàn toàn là cầm tay chỉ việc mà để các cháu từ có thể tự chơi và cô là người giám sát và định hướng. Dạ, thì là các cháu cảm thấy thoải mái hơn trong việc là giải tỏa cái tâm lý của mình ạ. Và đặc biệt là những cái trẻ mà bị tăng động giảm chú ý á, thì một không gian rộng và có nhiều đồ chơi phù hợp như thế này á, thì giúp cho trẻ là giải phóng các cái năng lượng thừa. Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận trung bình trên 60 lượt trẻ tới can thiệp, phục hồi chức năng. Được tham gia trực tiếp các hoạt động vui chơi, can thiệp và tập luyện tại trung tâm, các em có cơ hội phát triển về vận động, ngôn ngữ, hành vi và các kỹ năng khác. Cũng bởi giá trị được nhân lên hàng ngày, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đang tiến hành các bước cần thiết để tăng sự hỗ trợ tới các địa bàn, nhất là khu vực miền núi khó khăn trong tỉnh, để trẻ tự kỷ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tích cực. Ở đấy là cũng có rất nhiều băn khoăn, đó là cái số trẻ em nhu cầu về rất nhiều mà khả năng về nguồn nhân lực thì rất có hạn, cho nên hướng đến chúng tôi sẽ có cái hướng là hỗ trợ can thiệp tại phục hồi chức năng cho trẻ ở tại cộng đồng. Khi mà các cái trẻ đó được huấn luyện thì bớt được cái gánh nặng là các cháu ở vùng sâu vùng xa là được tiếp cận được các dịch vụ can thiệp như thế này. Nhưng lâu nay đến giờ thì Quỹ Bảo trợ Trẻ Em chủ yếu là những trẻ gần đấy, tức là trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng lân cận được tiếp cận nhiều hơn, còn các trẻ em vùng sâu vùng xa đang thiệt thòi, cho nên chính vì vậy là chúng tôi hướng đến cộng đồng để cho các trẻ em vùng sâu vùng xa được hưởng lợi và được hỗ trợ can thiệp một cách kịp thời và đúng mức hơn.